Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 2 tháng 2 hàng năm, Giáo hội cử hành lễ mừng biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Chúng ta biết, từ cuối thế kỷ thứ tư, Giáo hội Jerusalem đã mừng kín biến cố này và đồng thời nhớ tới việc thanh tẩy Đức Trinh Nữ Maria theo luật dạy. Giáo hội Hy Lạp và Milano đã liệt kê biến cố này vào trong số lễ trọng kín Chúa và là một nghi lễ chính trong năm. Giáo hội Roma thì lại kể lễ này vào số các lễ về Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta được biết, Đức Maria được kính chào là Đức Trinh Nữ con gái của Sion. Lời kính chào này đi kèm với việc mừng sự kiện Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh nhằm ghi dấu và tôn vinh Mẹ là đấng tôn trọng luật Môsê, được cụ thể hóa trong việc Mẹ lên đền thờ để cử hành nghi thức thanh tẩy dành cho các sản phụ. Mặc dù Mẹ là Đức Trinh Nữ trinh khiết vô cùng, nên đức đồng trinh của Mẹ không hề suy giảm khi sinh ra con Chúa Cha hằng hữu. Mẹ cũng là người giữ luật Môsê dạy về các con trai đầu lòng phải nộp tiền chuộc với của lệ dành cho người nghèo để chuộc đấng cứu chuộc thế gian, và là vinh quang của Israel cũng như là ánh sáng của muôn dân, là Chúa và là đấng cứu thế về theo như luật dạy. Sự kiện này cũng nhằm ghi dấu và tôn vinh Mẹ là cộng tác viên và là thừa tác viên giao ước mới của ơn cứu độ. Mẹ đã nhận ra nơi Chúa Con là con chiên vẹn sạch sẽ hiến tế trên thập giá để cứu độ loài người, và Mẹ đã hiến dâng con của Mẹ cho Chúa Cha. Điều này được cụ già Simeon báo trước rằng hài nhi sẽ là dấu hiệu cho người đời chống báng và một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Mẹ. Sự kiện dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và thánh tẩy Đức Trinh Nữ đã được Thánh Luca ghi lại trong tin mừng của Ngài ở Luca chương 2 câu 22 đến 39. Sự kiện này nhằm thực hiện những gì đã được lề luật ghi trong Cựu Ước như trong sách Lê Vi chương 12 câu 8. Theo luật Môsê, phụ nữ sau khi sinh con thì bị coi là nhơ uế trong 40 ngày nếu sinh con trai và trong 80 ngày nếu sinh con gái. Trong những ngày ấy, họ không được vào đền thờ và không được chạm đến vật dụng nào đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Hết những ngày kiêng cựu trên, họ đến đền thờ để được thanh tẩy. Họ phải mang theo một con chiên nếu là nhà giàu, hay hai con chim gáy hoặc bồ câu non làm của lễ nếu là nhà nghèo. Ngoài ra, còn là biểu hiện và ghi nhớ dịp vượt qua đất Ai Cập, lúc các con đầu lòng của loài người hay là của loài vật đều phải dâng cho Thiên Chúa, như được ghi trong sách Xuất Ảnh chương 13 câu 2. Vậy, trung tín với lề luật, Đức Maria và Thánh Giuse khi đã đầy ngày lúc phải làm lễ tẩy uế cho các đấng theo luật Môsê, thì ông bà đem hài nhi lên Jerusalem tiến dâng cho Thiên Chúa Cha, và các ngài dâng làm lễ tế một cặp chim gáy hay một cặp bồ câu non. Như vậy, sự kiện dâng Chúa Giêsu vào đền thánh diễn ra một cách bình thường dưới mắt người đời vì làm theo luật dạy. Nhưng trong lịch sử cứu độ, đây là việc thực hiện lời tiên báo của ngôn sứ Malaki. Thiên linh sẽ đến nơi đền thờ của người, vị Chúa Tể mà các ngươi đòi hỏi và thần sứ giao ước mà các ngươi ước nguyện. Này, vị ấy đến. Malaki chương 3 câu 1. Chúa đã đến trong đền thờ người, nhưng hỏi có bao nhiêu người đã ngóng chờ biến cố cứu độ này? Điều này chính tiên tri Malaki trước kia cũng đã tự hỏi: ai chịu đựng nổi ngày người đến? Ai đứng vững được khi người hiện ra? Malaki chương 3 câu 2. Dĩ nhiên, khó ai nhận biết được Thiên Chúa, bởi vì Ngài đã mặc lấy vóc dáng con người như chúng ta. Cần phải có một sự soi sáng của Chúa Thánh Thần mới biết được. Và cụ Simeon cũng như nữ ngôn sứ Anna là những người công chính và mộ đạo đã được hưởng đặc ân này. Được linh cảm, cụ Simeon đến đền thờ gặp ngay vừa lúc cha mẹ bồng hài nhi Giêsu đến để làm theo điều lề luật dạy về người. Luca chương 2 câu 27. Ẵm lấy hài nhi trên tay, cụ Simeon đã chúc tụng Chúa và nói: mắt tôi đã thấy ơn người cứu độ, người đã dọn sẵn trước mặt muôn dân ánh sáng mặc khải cho dân ngoại và vinh quang của Israel dân người. Còn nữ tiên tri Anna không rời khỏi đền thánh, luôn luôn thờ Chúa đêm ngày trong chay kiêng và cầu nguyện,
Và cũng vào giờ ấy, bà đã đến bên để tán tạ Thiên Chúa và bà đã nói về Ngài cho mọi kẻ ngóng đợi cái hồng phúc cứu chuộc của Jerusalem. Ngày lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh còn được gọi là ngày lễ nến. Hôm nay giáo hội làm phép những cây nến và phân phát cho tín hữu. Cầm nến sáng trong tay và tiến vào thánh đường, mọi người lặp lại lời thánh ca Nun Dimittis, muôn lạy Chúa mà cụ Simeon đã hát khi Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Chúa Giêsu quả là ánh sáng muôn dân, soi đường và dẫn lối chúng ta vào trong cung điện của Người. Và những cây nến đã được làm phép ấy sẽ được cất giữ trong các gia đình để dùng vào dịp lạnh các bí tích sau hết, hay để thắp bên thi hài người quá cố ở trong gia đình. Như thế, mừng biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh cũng là mừng Đức Thánh Trinh Nữ Maria xuất hiện như kiểu mẫu tuyệt vời của Hội Thánh. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha cho Hội Thánh và mỗi chúng ta nên giống Đức Trinh Nữ Maria, biết bảo toàn đức tin tinh tuyền, nuôi dưỡng đức ái nhiệt thành và củng cố đức cậy vào các phúc lành đời sau. Đồng thời, chúng ta biết phục vụ Chúa với tấm lòng quảng đại và trung thành, để cùng cầm nến sáng, hăm hở đón chào chàng rể đến và tiến vào thánh điện, dự niềm vui muôn đời.